Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cho con rồng Nam Mỹ chịu đứng trên cây xô nha. Thì lúc đầu các bạn phải cho nó quen môi trường và nó chịu kè ở trong lồng. Sau đó các bạn sẽ để cái cây này nè, như mình nè, để trước cửa lồng của nó, từ từ cho nó bò ra. Nhớ là không được để cây xô cách lồng của nó quá xa nha các bạn. Vì rồng Nam Mỹ thì nó quen môi trường là nó rất là sung, nên các bạn đừng có di dời xa quá. Tầm 1 tuần, 2 tuần khi mà nó đã quen tập đứng trên cái cây rồi thì các bạn có thể đem nó đi đâu cũng được. Đó, như con này là mình mới tập hôm nay thôi là nó đã bắt đầu chịu đứng rồi. Cứ kè một ngày vậy 5 tới 10 phút là nó sẽ quen thôi. Chúc các bạn thành công nha.